Thì em muốn giới thiệu với chị cũng như là tất cả mọi người một cái tính năng mới của trên Tinder. Đó chính là tính năng khám phá. Thì do đó chị có thể click vào là chị có thể chọn được những cái sở thích, như chị yêu âm nhạc nè. Chị yêu âm nhạc đúng không? Chị hay hát mà. Chị yêu âm nhạc. Chị bấm vô chị chọn cái mục yêu âm nhạc cho em, là chị sẽ tìm được những cái người cùng gu yêu âm nhạc giống chị. Giống như em á thì em thích xem phim, là em sẽ click vào mục thích xem phim, thích chơi game. Đó là em sẽ tìm được những cái người mà cùng style, cùng gu với mình.